đặt câu hỏi cho những Allah tiền lý thì em cần phải tiến hành những bước nào? Thì đầu tiên đó là mình đọc kỹ đề. Bước 1 là các em đọc kỹ đề. Bước 2 là mình xác định trang, xác định bước 2 là xác định trang và số trang cho câu hỏi, để làm câu hỏi đó. Xác định trang và số trang Atlas để làm bài. Thì như tôi đã lưu ý cho em từ đầu đấy nha. Bước thứ ba là các em phải xác định cái, mình phải xác định cái kỹ năng sử dụng Atlas của câu hỏi đó. Câu hỏi yêu cầu em hãy kể tên, hay là câu hỏi yêu cầu em phải xác định vị trí địa lý, hay là câu hỏi yêu cầu em phải sử dụng các cái bảng số liệu, các cái biểu đồ ở trong Atlas để em làm bài, thì các em phải xác định cái kỹ năng cho câu hỏi đó. Bước thứ 4 là em tiến hành khai thác Atlas. Tiến hành khai thác để làm bài. Khai thác Atlas để làm bài. Thì ở đây thì nếu như mà các em nắm vững được ký hiệu rồi, em nắm vững được ký hiệu ở thì trang ký hiệu chung, trang 3, thì việc làm bài vô cùng thuận lợi, rất thuận lợi. Nhưng trường hợp mà các em chưa nắm vững được ký hiệu thì các em phải đối chiếu trang ký hiệu, xem thử là cái thành phần, cái nội dung Atlas yêu cầu thì nằm ở cái vị trí nào, có màu sắc như thế nào, thì các em phải ký hiệu bằng hình học hay là bằng chữ, thì các em phải quay trở lại cái trang ký hiệu chung để các em làm bài. Bước thứ 5 là các em phải kết hợp với kiến thức đã học, làm đúng trọng tâm, làm đúng trọng tâm của câu hỏi. Có những câu hỏi yêu cầu các em kết hợp với kiến thức đã học để các em làm bài. Thì như ở cái trang 15, trang dân số, thì ngoài vấn đề thì câu hỏi là yêu cầu các em hãy sử dụng Atlas địa lý Việt Nam để trình bày sự phân bố của dân cư nước ta và giải thích nguyên nhân. Thì như vậy, sự phân bố dân cư của nước ta thì các em có thể trình bày và chứng minh không đều thông qua các màu sắc sử dụng trong Atlas, nhưng mà giải thích nguyên nhân thì các em phải kết hợp với các em đã học để các em làm bài cho nó hoàn thiện và đi đúng trọng tâm. Sự phân bố dân cư không đều đó là do các cái nguyên nhân về tự nhiên, là về lịch sử và về khai thác, về lịch sử khai thác lãnh thổ và về kinh tế xã hội, thì dựa vào những kiến thức đã được học, đã được giáo viên trang bị để các em kết hợp cả hai để các em làm bài cho nó hoàn thiện. Cuối cùng thì tôi muốn nhắc nhở các em, khi mà mình mang Atlas vào phòng thi thì Atlas là phải là do cái nhà xuất bản giáo dục phát hành và phải là Atlas mới từ năm 2009 đến nay. Thì các cái Atlas ở trước thì các em thấy là các cái số liệu không phù hợp và cũng rất khó để các em khai thác các cái nội dung.